Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như giá nhiên liệu đầu vào là than, khí vẫn không ngừng tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động từng ngày, nhưng 10 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, phục vụ sản xuất kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh thành phố phía Bắc. Ngay từ những tháng đầu năm, EVNNPC đã tăng cường các giải pháp quản trị, nỗ lực tiết giảm tối đa các khoản chi phí nhằm giảm bớt lỗ. Các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, giãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thứ hai, tiết giảm chi phí sửa chữa lớn khoảng 1.264 tỷ đồng, tương ứng giảm 47% so với định mức EVN giao. Thứ ba, tiết giảm chi phí biến động khoảng 1.243 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,7% so với định mức EVN giao. Ngoài ra, Tổng công ty còn thực hiện một loạt các giải pháp và cắt giảm hàng loạt chi phí để có thể giảm lỗ. Do đã dự báo trước được tình hình khó khăn và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, EVNNPC đã đạt được nhiều kết quả trong 10 tháng. Đó là tổng sản lượng điện thương phẩm lũy kế 10 tháng đạt 72,8 tỷ kWh, tăng trưởng 6,29% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 10 tháng là 4,33%, giảm 0,46% so với cùng kỳ năm 2021 và ước tính năm 2022 sẽ đạt vượt kế hoạch EVN giao, đảm bảo các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện và chỉ số tiếp cận điện năng của lũy kế 10 tháng. Đặc biệt năm 2022, EVNNPC đang quyết liệt thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ và hoàn thành tốt kế hoạch chuyển đổi số mà EVN giao, phấn đấu trong thời gian sớm nhất sẽ trở thành doanh nghiệp số, từ đó nâng cao năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong cái bối cảnh khó khăn như vậy, thì Tổng công ty cũng thực hiện hàng loạt các cái giải pháp và cắt giảm hàng loạt các cái chi phí để giảm lỗ. Và với cái tình hình cắt giảm chi phí như vậy thì để duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Tổng công ty là một điều hết sức khó khăn. Và tuy nhiên thì trong 10 tháng đầu năm và cả năm 2022 thì Tổng công ty đã thực hiện tốt được nhiệm vụ liên tục ổn định cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, điện phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh, khu vực phía Bắc.